Dạ, chào anh Tá. Dạ. Thì anh Tá vừa mới đậu xe vào trong gara của căn hộ, anh cảm giác như thế nào ạ? Anh rất bất ngờ nha. Cái không gian đổ để xe này á rất là rộng, thoáng mát, không hề hẹp, không giống như anh tưởng tượng. Rất là thoải mái, bất ngờ. Dạ, đúng rồi. Thì do đường dẫn này nó rộng đến hơn là 6 mét, do đó có thể là hai chiếc ô tô cỡ lớn có thể là cùng nhau di chuyển, dời xe và đổ xe vô cùng dễ dàng và thoải mái ạ. Ngoài ra thì phần gara và tiền sảnh này rộng đến là 40 mét vuông, cho phép là các anh chị có thể thoải mái sử dụng để đổ xe hoặc là thiết kế trang trí gì đó thì tùy. Đó, các anh chị cảm thấy như thế nào ạ? Anh thấy cái gara này rộng thiệt á. Nếu mà mình để một chiếc ô tô ở đây thì mình còn lại mình để 4-5 chiếc xe máy cũng được luôn. Đúng không? Đúng rồi ạ. Còn nếu mà cái không gian trống quá thì anh sẽ muốn một cái hòn đồng bộ xây đây được không em? Quá tuyệt vời luôn. Anh là một người rất là yêu thiên nhiên đấy ạ. Vậy thì đến khi các anh chị vào trong căn hộ của Skyline Villa, chắc chắn các anh chị càng cảm thấy bất ngờ và hài lòng hơn nữa. Bây giờ mình xin được mời các anh chị, chúng ta sẽ cùng tham quan căn biệt thự trên không Skyline Villa này. Skyline Villa là một trong những thiết kế vô cùng hoàn hảo, kết hợp giữa sự tiện nghi và riêng tư của biệt thự truyền thống và sự an toàn của căn hộ cao cấp. Loại căn hộ này được đầu tư bởi Gamuda Land, bảo đảm chất lượng quốc tế với diện tích từ 160 lên đến là 242 m². Và như các anh chị có thể thấy thì khi bước vào từ cửa chính, chúng ta sẽ có ngay không gian bếp với đạo bếp rộng thoáng đãng và thuận tiện cho các anh chị sinh hoạt hàng ngày cũng như là tụ tập bạn bè và người thân. Các anh chị thấy như thế nào ạ? Anh thích nấu ăn đúng không? Em thấy không gian bếp rộng rãi vậy phù hợp với anh đó. Dạ, thì khi các anh chị nhận nhà thì căn bếp này sẽ hoàn toàn là phần thô. Các anh chị có thể hoàn toàn thiết kế theo ý thích cũng như mục đích sử dụng của mình. Ok ạ. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi tiếp sang phòng khách ạ. Đối với căn hộ này, gia chủ đã thiết kế tăng cường chiều sâu các khu vực bằng cách là thêm các mảng gương lớn. Thì đối với căn hộ tại Skyline Villa, khi được bàn giao sẽ bàn giao thô và các anh chị có thể được tùy biến diện tích các phòng và các lô gia. Từ đó là các anh chị có thể thoải mái điều chỉnh theo ý thích của mình, các anh chị ha. Em thì em thích cái phòng ngủ nó có ban công rộng rãi xíu anh ha. Đúng rồi. Mình còn trồng hoa này kia nữa. Với lại phụ nữ mà, nên là em muốn cái khu vực để đồ với lại khu vực mà trưng bày tủ sách đó nó rộng rộng một xíu, nhìn cho nó sang sang xíu là được. Cái này á, bên phía Gamuda Land đều có thể đáp ứng được cho các anh chị. Thì chúng ta sẽ có một cái căn phòng ngủ master ở đây. Trong căn phòng ngủ này sẽ được tích hợp phòng tắm riêng và một lô gia có thể nhìn ra đại lộ Saladin vô cùng sầm uất. Trong căn phòng tắm thì cũng được tách riêng biệt giữa khô và ướt. Ngoài ra còn có một bồn tắm giúp cho gia chủ thoải mái, đặc biệt như chị có thể là thư giãn vô cùng thoải mái sau một ngày làm việc căng thẳng ha. Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm hai phòng trống nằm ở bên phía căn bếp, nằm cạnh phòng khách đó. Thì hiện tại đối với căn hộ này, hai phòng trống này đang được thiết kế để dành cho hai bé. Còn đối với các anh chị nhận nhà, các anh chị có thể tùy biến thiết kế theo ý thích của mình, theo mục đích của mình sử dụng. Thích thú rồi. Dạ. Vậy thì anh có thể thiết kế một cái căn phòng để có thể trưng bày đồ, những cái món đồ mà anh yêu thích, giống như quà lưu niệm này nọ. Rất là tuyệt vời ạ. Và đây là một điểm đặc biệt của ngôi nhà này. Đằng sau tấm rèm này chính là một view triệu đô. Và tại đây chúng ta có thể nhìn thấy được đại lộ Saladin sầm uất. Ngoài ra hiện tại Gamuda Land cũng đã có chính sách ưu đãi vô cùng tuyệt vời dành cho các khách hàng có mong muốn sở hữu căn hộ Skyline Villa, biệt thự nghỉ dưỡng trên không